Đây, mình đã thấy bộ sưu tập Billie Eilish mới. Ồ, xe mà có toàn xe S vậy. Thế bên này có... Trời ơi, toàn xe S thôi các bạn ơi. Nhưng mà đây, các bạn nhìn xem. À, có ít lời. Ờ, mình thích cái mẫu mà có cái kiểu đánh vai này này. Đây, đây, đánh vai màu xanh đây quá. Đây, màu cam nữa. Chắc là màu cam nhỉ. Màu xanh có hẳn hình của Billie Eilish luôn. À, ở dưới này có size nha các bạn ơi. Ok, sẽ lấy một cái XL. Ở đây mình còn thấy có cả các mẫu khác nữa. Chắc là ở trên tầng 2, mình sẽ đi lên xem thử. Ôi, trên này đúng nhiều luôn đó các bạn ơi. Nhiều hơn hẳn tầng 1. Tất cả các mẫu. Có mẫu màu trắng, có mẫu trắng đen đó. Alo, test mic nhé, alo. Test mic chứ không lại lỗi mic rồi lại phải quay lại như hôm nay. Đây là tech 2 của video Uniqlo Billie Eilish. Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với máy bay vlog. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đoạn đầu thì mình đã đi mua cái bộ sưu tập Billie Eilish của Uniqlo UT kết hợp với Billie Eilish và Takashi. Đây là một bộ sưu tập mà mình đã rất chờ đợi bởi vì là mình thì rất thích phong cách ăn mặc cũng như là phong cách âm nhạc của Billie Eilish, cũng như là thích cái chất liệu và cái cách làm của Uniqlo UT. Vì thế mà khi mà nó đã ra mắt vào ngày 29 tháng 5 tại Uniqlo ấy thì mình đã đi mua ngay. Cái số đi mua cái bộ này cũng khá là lận đận đấy, bởi vì là ngay cả cái video các bạn đang xem đây mình đã phải quay đến 2 lần vì lần hôm qua bị lỗi tiếng. Và bây giờ thì không dài dòng nữa, hãy cho các bạn xem là mình đã mua gì. Thì đầu tiên một chiếc áo Uniqlo UT kết hợp với Billie Eilish. Mình đã chọn mua một chiếc áo màu đen và có chữ Billie Eilish to như thế này. Phải nói sao nhở, mình cũng ra không muốn khoe ra cái việc là à, tao có áo Billie Eilish nè các thứ, nhưng mà mình nghĩ là ủa, đã đi mua một cái áo Billie Eilish rồi mà lại còn chọn một cái áo mà nó chả có chữ Billie Eilish và không ai nhìn thấy chữ Billie Eilish thì cũng chẳng có gì đặc biệt đúng không? Ủa, vậy là muốn người ta biết rồi còn gì nữa. Và đây là chiếc áo màu đen mình đã chọn. Thì ngoài một chữ Billie Eilish to đùng và ở trên là những cái họa tiết hoa. Billie Eilish thì mọi người đã biết rồi, nhưng mà ông Takashi Murakami này là ai và tại sao lại kết hợp với Billie Eilish? Thì ông ấy chính là tác giả của những cái bông hoa mà có mặt cười và những cái cánh màu sắc như thế này. Thì ông này được mệnh danh là thần hoa. Nếu mà so sánh về độ nổi tiếng thì cũng không biết như thế nào đâu, bởi vì là mình thấy ông này có rất là nhiều triển lãm về hoa, hoa graphic này. Rồi ông ấy đã từng kết hợp với những thương hiệu nổi tiếng, thương hiệu luxury như là Louis Vuitton. Lần này thì ông ấy đã kết hợp với Uniqlo để vẽ lại, truyền tải lại cái phong cách ăn mặc của Billie Eilish lên những sản phẩm Uniqlo UT. Vì thế mà mình thấy đây là một sự kết hợp hay và mình đã chọn mua sản phẩm Billie Eilish. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy thêm, đó chính là một cái logo hình bông hoa của ông thần hoa Takashi Murakami. Và một cái biểu tượng mà nhìn thấy là các bạn đã nghĩ đến Billie Eilish rồi, đó chính là đánh vai bad guy các bạn. Ok, và đây là chiếc áo nam đầu tiên nhá. Ở bộ sưu tập nam thì còn có những chiếc áo khác nữa. Chiếc áo màu cam, chiếc áo màu xanh neon và chiếc áo màu xanh lá cây và cả áo màu trắng nữa. Tuy nhiên thì mình chỉ chọn mua được chiếc áo màu đen này thôi, bởi vì mình cũng không muốn là mình kiểu cuồng, mình cũng không cuồng đến cái mức độ là mình phải mua hết bộ sưu tập. Hơn nữa là những cái áo đó thì khi mà mình mặc thử vào thì mình thấy nó không hợp lắm. Ví dụ như là màu cam thì mình lại rất là thích cái biểu tượng Billie Eilish như thế này ở trên chiếc áo màu cam. Thế tuy nhiên thì mình mặc vào mình thấy nó không hợp lắm và mình nghĩ là mình mua về mình sẽ ít mặc, vì thế mà mình nghĩ là không nên mua. Tiếp theo thì cái màu xanh họ làm thì rất tiếc là theo mình nó không phải là màu xanh của Billie Eilish các bạn ạ. Billie Eilish là màu xanh lá cây neon hoặc là màu xanh mà nó xanh gọi là nó gần như là deep blue á các bạn, chứ nó không phải là blue màu sáng như thế. Ngoài ra thì chiếc áo màu neon thì theo mình là nó đã làm theo một chiếc áo, cái màu xanh nó không đẹp bằng và cái biểu tượng vẽ ô tròn tròn mình thấy nó cũng không đẹp bằng, vì thế mà mình đã không mua. Tuy nhiên thì rất may là em gái của mình cũng khá là thích Billie Eilish, vì thế mà mình đã mua được cho em gái của mình hai chiếc áo phông t-shirt nữ khác. Thì đây là chiếc áo màu xanh neon, không biết các bạn có nhìn thấy màu neon không? Mình thấy là nó cũng không neon lắm. Tuy nhiên thì mình thấy là cái màu này nữ mặc sẽ hợp hơn, thay vì là mình mặc thì sẽ bị tối da. Thì chiếc áo nữ cũng thế, có một cái hình vẽ, thay vì có chữ thì sẽ có hình vẽ Billie Eilish ở đây. Và ở dưới cũng là Billie kết hợp với Takashi Murakami. Và
logo bông hoa và logo đánh vai Billie Eilish. Cho các bạn xem cái tag, cái áo kia thì mình bóc mất rồi. Thì đây là cái tag của Billie Eilish, nó rất là Billie Eilish đúng không? Tiếp theo thì mua cho em gái mình một cái áo màu đen. Thì cái áo này mình thấy cũng khá là đẹp khi mà có chữ Billie Eilish ở ngực áo khá là nhỏ và cái kèm cái bông hoa màu xanh. Đó, mình thấy là bộ sưu tập này áo nữ có vẻ đẹp hơn áo nam hay sao á. Nó vừa phải, nó đủ, nó không hẳn là phải in cái bịch cái graphic to đùng ở ngực mà nó chỉ là ở bên ngực trái nhỏ nhỏ như thế này thôi, thì mình thấy là nó khá là hợp lý. Sau khi mà mua được hạ 3 chiếc áo thì lần này bộ sưu tập này sẽ còn có cả phụ kiện nữa. Và đây mình đã chọn mua hai cái phụ kiện mà mình thấy là đẹp và dễ sử dụng nhất. Đó chính là một chiếc mũ xô, mũ bucket màu đen có chữ Billie Eilish ở đây. Thì cái mũ xô này thực ra là nó hơi rộng so với mình. Và nếu mà gọi mũ xô thì cũng hơi không đúng lắm, bởi vì nó thực chất là mũ tai bèo các bạn ạ. Việt Nam mình gọi là mũ tai bèo á. Mình có thể đội kiểu sấp mặt xuống như thế này để ra đường không ai nhận ra mình. Một phong cách emotion, khép kín, sống nội tâm. Đó, không ai nhận ra mình. Hoặc là mình có thể bẻ lên như thế này. Đó, trông bán báo, trông nghịch hơn, trông láo toét hơn rồi đúng không? Và cái mũ này thì một nhược điểm của nó là mình thấy nó hơi rộng so với size đầu của đại chúng á mọi người. Mình không hiểu là mình đầu cũng to rồi á, mình đội mà cái này là size 59. Không hiểu là ai đội luôn, bình thường mũ mình chỉ đội khoảng size khoảng 55, 56 thôi. Chả hiểu sao cái này size 59, chắc là thôi thì mùa hè đội cho thoải mái, bởi vì đây là cũng là chất liệu cốt tông mà. Tiếp theo là một chiếc mũ lưỡi chai, thì mình gọi là hoàn toàn thích cái mũ lưỡi chai này, không có một điểm gì để chê. Đó chính là nó là một chiếc mũ màu đen rất là dễ đội, và ở trên thì in mọi thứ thật là thiết chế với logo đánh vai Billie Eilish và một bông hoa. Và ở đây không, thay vì ghi chữ Billie Eilish thì họ chỉ ghi chữ B. Cái mũ rất là mềm, dễ đội. Cái phần lưỡi thì nó không hề có, không có bìa cắt tông mà, hay là không có gọng nhựa, mà nó là một cái gọng gì đấy, nó rất là mềm và mình này, nó không bị giữ để cho mình bị hăm cái thái dương. Nói về phụ kiện ý, thì có một cái điểm mà mình thấy hơi khó hiểu, đó chính là hầu hết phụ kiện thì sẽ chỉ có tag là Billie Eilish như thế này thôi. Thì mình nghĩ là đây là một cái sự ăn theo cái bộ sưu tập này, tức là ông Takashi Murakami đã không vẽ cho chiếc mũ, vì thế mà Uniqlo tự làm ra một chiếc mũ và chỉ dám ghi là Billie Eilish thôi. Cái mũ mà Billie Eilish và lửa như thế này thì không biết là có phải ông ý vẽ không, bởi vì nó cũng có một chiếc áo phông đi kèm với một chiếc mũ này, và cái áo phông đen đấy thì các bạn cũng có thể mua để mà đội với cái mũ này, nó thành một cặp ấy, thì nó cũng khá là hợp lý. Lúc đấy thì mình có đi đấy, cái mục đích họ ra bộ sưu tập là để kéo khách đến và mua những cái áo khác nữa chứ không phải áo trong bộ sưu tập. Thì đây là một chiếc, mình mua thêm một chiếc áo hoodie chất liệu phao, áo gió để mặc mùa đông, bởi vì là nó giảm giá nhiều quá. Cái áo này bình thường á là 900.000 và lúc đấy mình cũng đã định mua rồi đấy chứ, nhưng mà sau rồi mình nghĩ là lúc đấy cũng gần hết mùa đông rồi mà mình nghĩ là mua thì cũng hơi tốn tiền ấy, mình đã không mua. Thế nhưng mà nó giảm xuống còn 499.000, thế là thôi mình cũng quyết định mua để năm sau mặc luôn. Và cái áo này thì mình chắc chắn là mình mặc rất nhiều, nó cũng xem như cái áo vàng Pull and Bear mà mọi người hỏi mình rất nhiều á. Thì cái áo đó nó là dáng hoodie, chỉ cần tròng vào một cái và mặc ở rất là nhiều nơi, lỡ ra đường không biết mặc gì thì cứ tròng những cái áo dáng hoodie và dáng áo chất liệu gió như thế này, rất là tiện. Một điểm nữa đấy, đây chính là cái màu xanh mà mình nói là màu xanh Billie Eilish chuộng hơn, chứ không phải là cái màu xanh blue của cái áo kia. Đây như kiểu loại deep blue á, đó, xanh dương, deep blue. Bạn đi thì có thể hốt ngay nhá, không là mình nghĩ là người ta cũng sale sắp hết size rồi đó. Để nói về cái bộ sưu tập Billie Eilish lần này thì cái nhận xét của mình đó chính là khi mà nhắc đến cái phong cách ăn mặc của Billie Eilish thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến điều gì? Đầu tiên đó chính là áo rộng thùng thình này, rồi quần rộng thùng thình này, rồi những màu sắc Billie Eilish hay sử dụng như là màu xanh neon này, rồi những cái graphic trẻ trung màu xanh deep blue đó, và hoa lá. Thì mình thấy là ở bộ sưu tập lần này họ mang cái phong cách của Billie Eilish vào khá là tốt, áp dụng cái hơi thở của Billie vào bộ sưu tập khá là tốt, thay vì chỉ là những cái hình vẽ và những cái logo để ăn theo mà thôi. Thì mình chấm cho bộ sưu tập này khoảng 7/10 điểm. Không biết là ở thời điểm lên video thì cái bộ sưu tập đó có còn bán ở ngoài cửa hàng nữa không, bởi vì lúc mà ra mắt bộ sưu tập này thì mình cũng nghĩ là ủi chắc là nó hot lắm, mình phải đi cam, đi xếp hàng này kia. Nhưng mà không, mình vào thì thấy là
cũng mua hàng hóa thì cũng khá là nhiều, mua cũng khá là dễ dàng, và một người sẽ chỉ được mua hai mẫu giống nhau để mà tránh cái tình trạng là om hàng á. Khi mà người ta mua nhiều sau đấy thì khi mà bộ sưu tập đã không restock lại nữa thì họ sẽ mang ra bán giá cao hơn ấy, như là trước đây Uniqlo đã từng bị với bộ sưu tập gì nhỉ, bộ sưu tập này này đó. Tuy nhiên thì mình có tìm hiểu thì hình như là Uniqlo và Billie Eilish đang chưa có rõ ràng hay chưa có clear về mặt pháp lý của việc sử dụng hình ảnh hay sao á. Thế cho nên là bộ sưu tập này sẽ không bao giờ restock nữa, sẽ không bao giờ sản xuất nữa, và chỉ sản xuất một đợt hàng ban đầu mà thôi, và sau đó thì sẽ không sản xuất nữa. Vì thế mà ai mua được thì sẽ chỉ mua được ở đợt hàng ban đầu nữa thôi. Vì thế mà các bạn hãy nhanh chóng ra hàng và mua nhé. Đấy, bộ sưu tập này là mình tự mua ấy, chứ không phải là được hãng gửi như trước. Và các bạn hãy nhớ subscribe mình để mình có tiền mua những bộ sưu tập mới hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.